Vâng, Mùa Mai Chết Chè Bông xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Thì hôm nay trời ở Chợ Lách Bến Tre quê em mưa từ sáng cho tới chiều, cho nên là cái khung cảnh chiều nay nhìn rất là mát mẻ cả nhà. Thì nhân dịp cái buổi chiều mát mẻ ngày hôm nay thì em cũng giới thiệu với cả nhà một cái bộ sản phẩm. Hôm đó đến hôm nay thì em có giới thiệu với cả nhà chúng ta là một bộ sản phẩm tưới. Tưới vừa kích rễ vừa làm cho xanh lá dày lá. Thì tuy nhiên hôm nay em sẽ chia sẻ thêm một cái loại nữa, đó chính là cái hàng này chúng ta vừa xịt và vừa tưới được luôn cả nhà. Cái này rất là hiệu quả nha. Và em sẽ giới thiệu từng chi tiết cái loại cái bộ hai này cho chúng ta ha. Thì cái chai thứ nhất là chính là cái chai là vọt đọt lớn lá. Nói chung là cái này là nó siêu đâm chồi mạnh cả nhà. Đâm chồi mạnh nè, vọt đọt nhanh, rồi xanh lá, mượt lá, dày lá, giúp cho cái cây nó đâm chèo mạnh. Và đặc biệt nó có một cái nổi trội trong cái chai vọt đọt lớn lá này, đó là nó giúp cho chúng ta hạn chế teo đọt nha. Những cái cây mai hoặc là những cái cây ăn trái như cây nào cũng được, cái loại này là nó sử dụng cho tất cả các loại cây trồng nha cả nhà. Nhưng riêng đặc biệt về cây mai thì nếu mà nó bị hạn chế, nếu mà cái cây mà nó bị teo đọt á, tớp cành, thì cái này là cái siêu trị hạn chế, giúp cái cây hạn chế teo đọt và tớp cành đó cả nhà. Đó, cái thành phần của nó thì gồm các cái loại phân vi lượng nè, rồi cái amino tức nghĩa là những cái này chúng ta xịt lên lá nó sẽ thấm sâu nhanh vào lá và nó giúp cho cái lá chúng ta xanh to bóng mượt, và đặc biệt là nó luôn đâm chồi đẻ nhánh. Thì cái loại đó thì chúng ta sẽ kết hợp với thêm một cái nữa, đó chính là hàng rốt 7. Cái bình này là nửa lít nha cả nhà. Cái hàng rốt 7 này cũng là nửa lít luôn. Thì rốt 7 này nó sử dụng cũng cho tất cả các loại cây trồng đều được. Riêng thì đặc biệt chúng ta cũng sử dụng cây mai cả nhà. Đó, cây mai ha. Đây có hình in cây mai đây. Cái này là rốt 7 nha. Thì cái loại này nó có một cái đặc trưng của hàng rốt 7, đó chính là giải mặn và hạ phèn. Thì những cái loại phân mà thường, ví dụ như chúng ta trồng cây hoặc là trồng cây mai ở dưới cái mô đất hoặc là trồng ở trên chậu, nếu nó đã bị nhiễm phèn hoặc là nó cái cây nó không tốt, nó si á, thì cái loại này chúng ta xịt vẫn tốt, và phối hợp hai loại này với nhau thì rất là tốt luôn cả nhà. Nó đâm chồi đẻ nhánh ha. Và cái đặc biệt là cái này nó ra rễ cực mạnh. Thì cái bộ hai này thật sự là cái vườn của nhà em, và đặc biệt là cái vườn ngay chỗ anh Ngọc hôm trước em giới thiệu là chúng ta sử dụng rất là hiệu quả, cho nên hôm nay em muốn chia sẻ với cả nhà cái bộ hai này ha. Đó chính là cái hàng siêu vọt đọt lớn lá và một cái hàng rớt 7. Nói chung là mỗi một cái bình như vậy là nửa lít. Thì cái này chúng ta xài cho được 400 lít nước nha cả nhà. Cái này vừa tưới cũng được và vừa chúng ta xịt cũng được, nhưng mà xịt nó tốt hơn, bởi vì nó sẽ thấm sâu, cái amino này nó sẽ thấm sâu vào lá cả nhà. Đây, cái này thì để em coi cái hướng dẫn nha. Thì trong đây nó đều có hướng dẫn hết cả nhà. Ví dụ như cái này là 50ml trên một cái bình 16 lít nha. Thì ở trong đây nó sẽ có cái nắp, thì chúng ta khi sử dụng thì chúng ta sẽ xớt theo cái tỷ lệ ở trong đây hướng dẫn nha cả nhà. Và pha trộn hai cái này với nhau, xịt cũng được và tưới cũng được ha. Thì hôm nay thì trời mát mẻ, em cũng xin chia sẻ. Và bây giờ em sẽ thực hành luôn em sẽ nhờ người thực hành luôn cái quá trình pha chế như thế nào và xịt như thế nào, và cũng tham quan cái vườn mai này rất là hiệu quả và khi sử dụng hai loại này nha cả nhà. Xin mời cả nhà hãy theo bước chân em nha. Vâng, và cả nhà, xin mời cả nhà hãy theo bước chân em xem một cái đám mai này, là gọi là mai tàn nha cả nhà. Mai tàn, cây nó thật sự rất là tốt cả nhà ơi. Đây là sử dụng cái bộ hai sản phẩm mà em vừa mới giới thiệu với cả nhà đó. Giúp cho cái đọt nó rất là mập, cả nhà nhìn thấy cái đọt, cái cây rất là mập đúng không? Đó, mập rất là mập nha. Và em sẽ đi sâu vào đây nha cả nhà. Nó bắn đọt rất là mạnh, bắn đọt rất là mạnh nè, cả nhà nhìn thấy ha. Cái này thì cũng đã tới ngày, những có cành nhánh tới ngày thì chúng ta phải bấm ngọn rồi, nhưng mà do cái này là quá nhiều cho nên là tụi em cái vườn mai này cũng vẫn chưa bấm ngọn ha. Chứ là bấm ngọn một cái là nó bung tàn, mọi người thấy chỉnh toàn tán thông không? Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Rồi, bung đọt nè, đọt rất là mập cả nhà. Nè, đọt mập vô cùng nha. Đó, mập ù luôn. Và đó thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở ra, nhìn thấy ngay chỗ anh Ngọc ảnh đang pha chế hai cái loại nãy, để cho chúng ta hướng dẫn cho chúng ta cái cách sử dụng luôn ha, cái cách sử dụng và pha chế như thế nào và xịt cái liều lượng như thế nào. Thì xin mời đây mọi người mình cùng xem nha. Rồi, và cái bình này là bình bao nhiêu lít anh?
Cái bình này là nửa lít nha chị, hai chai này nửa lít. Còn bình bình xịt này 16 lít chị. Cái bình này 16 lít nha cả nhà. Rồi bây giờ bình 16 lít chúng ta sẽ sử dụng cái liều lượng như thế nào thì xin mời anh hãy làm cho quý cô chú anh chị mình xem luôn nha. Cái chai giọt đọt này nửa lít nè. Và cái công nghệ này nguyên liệu ông nhập khẩu từ Thái. Từ Thái nha, Thái Lan nha. Công nghệ của Thái Lan nó cũng hiện tại giờ nó là một trong những cái nền nông nghiệp là đi đầu của thế giới đó. Thì cái chai đặc biệt là dùng trên các loại cây, đặc biệt cây mai vàng. Thì dùng mai vàng của em đang giờ đây nay là đúng tuần lễ là em xịt nè. Thì xịt thì chị đang xịt, chị vẫn bị xịt chị vô đó, là cái nó có công dụng là vua giọt đọt, là nó còn hơn cái siêu giọt đọt nữa. Nó rồi bung chồi ra rễ, xanh lá dày lá và mượt lá, bung đọt đâm chèo thì hạn chế teo đọt. Tấp cành cây mai mình trong thời điểm là nó teo cành, nó tấp đọt rất nhiều trong những thời điểm mùa mưa này nè. Nó đọt là được xịt cái bộ này. Đó là công nghệ nhập khẩu đây nè, của Thái Lan ha, nguyên liệu nhập khẩu đây. Mà có cái là cái chỗ này, cái thành phần hồi nãy chị nghe chị nói là cũng đúng, nó là của nano là khi mình xịt lên nó phủ cái mớp nano, nó hạn chế được cái nấm bệnh để và sâu gậy chích hút vô đây. Đó là vị công nghệ nano, các bà con cũng biết rồi, nó là công nghệ hiện tại bây giờ là chuẩn của quốc tế á. Đó, nó còn là công nghệ chia lát nữa. Cái lát là nó đây cái thành phần cây giọt đọt này nó nhiều, có đâm bao hàm các kim loại nữa đó. Như chẳng hạn nè, magie nè, đồng, kẽm, mangan và bo, đặc biệt bo là chống rụng lá nữa đó chị. Đó. Đó, chống rụng lá nữa mà nó ở đây nó có bổ sung thêm cái G3 là kích đọt mình rất nhiều. Đây. G3 cái ammonia acid ha. Là cái này nè. Cái này là cái đầu cái ammonia acid này nó làm kích vô cái G3 này cộng với mấy góc kim loại này thì nó hạn chế được cái vàng lá đó, vàng lá sinh trưởng được đó. Ok. Đó là rất là rồi, hay. Cái bộ này rất là hay đúng không? Mà ở đây đặc biệt là nó là tới bo nó tới 2000 ppm nữa. Cái này là cái đất rất là hiệu quả. Đây là vua giọt đọt nha cả nhà. Vua hơn siêu siêu luôn. Nó hơn siêu luôn. Chúng ta phối hợp với rốt 7 thì nha. Bên cạnh đó thì vườn em thì lúc nào cũng xịt nó cái bộ đôi này nè. Cái này đặc biệt là rốt 7 á. Rốt 7 là bây giờ nó là rất nhiều rốt 2, có người rốt 3. Rốt 2 là nó thị trường rất là nhiều, nhưng mà hiện tại em đăng ký cái hiệu này nhập từ Mỹ nha. Từ Mỹ nó về là nguyên liệu em đóng chai. Nó cũng nửa lít này nó tới rốt 7 luôn. Và đặc biệt là cái cây mai của mình khi tưới nguồn nước á, tự nhiên nguồn nước này kia là nó rất là nhiễm phèn. Nhiễm phèn rất nhiều, và tông chậu và ghẻ đất á, tổng á. Đặc biệt nó là nó hạ phèn. Mà cái em đang nghiên cứu đã thành công rồi, là vừa mặn, đợt mặn vừa qua á, em bị cái vùng đất của em là cây kiển bị nhiễm mặn, nên em xài cái này nó đặc biệt là nghiên cứu là nó đã giải mặn rất là đại tài. Giải mặn hạ phèn rất là tài. Nhưng đặc biệt có cái nữa là nó khi giải mặn hạ phèn rồi á, cái rễ mình yếu á, tưới nó vô hoặc là xịt nó kích rễ rất là mạnh ha. Nó ra rễ cá mà bảo vệ được cái bộ rễ mình, nó tạo nhiều cái lông tơ trong cái rễ là nó hút cái chất dinh dưỡng á. Này là nó là thành phần của nó thì nói rõ cho chị biết luôn, nó là đặc biệt là chất hữu cơ ha. Nó có axit amin và đạt 2,5 về cái axit fulvic. Cái axit fulvic này á, humic thì mình dễ, nhưng axit fulvic là rất khó nhập. Cái đa số những cái hàng nhập khẩu nó mới có cái chất axit fulvic được đăng ký được. Nó công nghệ chelate luôn. Đó là nó sẽ hữu quyết để làm kích cái bộ rễ rất là nhanh. Nhanh. Nói chung là cái bộ này á, nó vừa cho chúng ta nè giải mặn, hạ phèn và đặc biệt là đâm chồi đẻ nhánh, tạo ra nhiều cái rễ cám. Chúng ta xịt rất là tiết kiệm đúng không ạ? Ví dụ như một bình 16 lít là thì mình xài là khoảng bao nhiêu anh có thể cái cho cái là... chai này nếu mà xài tổng thể một chai này thì mình dùng cho 2 phi với chị là nó ra 400 lít nước. 400 lít nước mình chia tỷ lệ cho 10 bình 16 mình xài 20 đến 25 lít nước á chị. Bình 16 đến 20 á, trong cái bình 16 đến bình 25 lít là bình điện vậy là mình xài được hết nè. Là nó 400 lít nước á. Nếu mình xịt phi còn chia ra tỷ lệ. Còn ở trong đây thì bà con nó cũng rất là dễ, có hướng dẫn nè, nó có tỷ lệ là nè 50 ml là bình 16 lít ha. Còn mình cái nắp, còn hai là mình xài cái nắp này nè. Cây mai mình xài cái anh nắp này. Anh cứ hướng dẫn ngay cái nắp đi. Cái nắp này là cái nắp này nó khoảng 25 nè. Mình xài hai nắp đi. Hai nắp. Nghĩa là cái bình 16 lít thì là hai nắp. Còn nếu mà quý cô chú chúng ta xài ít hơn là cái bình 8 lít thì chúng ta sẽ xài một nắp. Một nắp đúng không? Một nắp này với một nắp kia chúng ta pha lại ha. Đúng. Rồi, bây giờ mình để nói rõ luôn, ví dụ mình xài được cái này không thì nó cũng vẫn kích đọt cũng rất là ngon nè. Nhưng mình cộng được cái bộ đôi này, nếu mà bà con không có hà tiện thì xài bộ đôi này được. Cái là khi cái cây mình nó muốn giọt đọt, lớn lá nhanh, đâm chèo ngon á, là mình phải có cái rễ mạnh. Nên nó được con cái là nó khi nó kết hợp hai cái này vô á, là nó mình xịt vô nó kích rễ. Kích rễ, rễ mạnh á, thì nó tạo những lông tơ hút dinh dưỡng khi mình tưới phân vô á, tưới bộ ba vừa rồi á chị. Cái đầu nó hút cái bộ ba đó, là cái này nó kích nó giọt đọt lên. Cái này là cái chuyên về kích đọt.
vui giọt đọt mà. Vậy là dành cho những cây mai si nè, những cây mai mà quý khách của chúng em nuôi nhiều khi hỏi tại sao em ơi nó không có ra đọt, thì sử dụng những cái bộ sản phẩm này thì rất là ok nha cả nhà. Cái này... Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn anh ấy là pha luôn nè. Cái nước nè, cái này cái gót nè, cái màu nước nó sậm sậm màu nâu rất là đẹp. Còn cái này là mà nó màu xanh xanh nó rất đẹp. Cái bộ này mình xài nó không có gây hại cho tay đúng này, không anh? Cái này là không cái này tại cái dưỡng dòng dưỡng này có người uống nhưng bổ lên nói vậy nữa rồi đó. Đây này, cái này nè mình xài nè, cái bình này em cái bình 16 lít em xài hai nắp rồi đó, hai nắp nha cả nhà. Này nó cũng không có gì, em xịt cũng không có đeo khẩu trang luôn, nó cũng ổn. Ba cái này em đóng lại, cái này đóng bà con có cái hạn sử dụng mình 2 năm nha, đó là 2 năm 3 năm nè. Này xài bình thường để đóng kính lại vậy là xài không có gì hết, để tông mát về coi như đừng để mà nắng thôi. Dạ, nè, 3 năm bình thường để xài. Mà đặc biệt cái bộ này là cái cây yếu yếu mình cộng vô mình tưới luôn nè, mình cái cứ cái thùng B á, thùng B 20 lít cộng hai cái, nó một cái cộng cái cũng hai nắp vậy nè, bậy tưới gốc luôn, xịt ở trên tưới gốc ngon lành nè. Cái nước nó nó vậy nè, nhớ bà con nhớ nó bị trong đây, nó có cái này mình bỏ này ra mình lường cho nó chính xác đó, hột nắp vậy đó nè. Rồi, nói khi bà con tin chế thêm nắp xịt cho bà con coi, nó là ba nắp kiện cũng bình thường không sao, không, đúng không sao luôn. Nhưng mà mình chỉnh cái chỉnh cái mức của nó là hai nắp này. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn anh ấy xịt cái đám mai nha. Hồi nãy là em có dạo một vòng rồi cả nhà, thì đám mai của anh ấy ra cái đọt rất là mập ha, nó đâm trời để nhánh đọt mập vô cùng luôn. Đây cả nhà nhìn thấy nè, ra đọt rất là đẹp. Rồi em sẽ đi dài dài ha, đọt rất là mập cả nhà. Cái này mà chúng ta mà bấm cơ vào thì nó sẽ bung nhánh rất là nhiều. Thì cái cây này giờ tới Tết là nó tùm và nó thành hình tán thông luôn cả nhà. Nó một cái đám mai rất là tốt, cực kỳ tốt luôn ha. Rồi anh đang chuẩn bị đi phun đây. Cái cây này nè chị, cây này là hồi đó em mua về nó bị si nè, nó giống những mấy cây cây đó đó, nó giống mấy cây đó đó bên đó. Từ mà cái này si này em xịt em tưới luôn nè, nó lên lại nè, như thấy cái hàng nè, hàng cây si à, tức nghĩa là hàng cây si này cả này nhà, nó bị si nè. Mà mình chăm bằng cái loại này thì với lại cái bộ ba tưới ha, tưới à. Cái này em xịt vậy nè, chúng ta sẽ quơ đều phụ ứng hết nha, bởi vì cái này tưới vẫn được mà, cho nên chúng ta hết toàn thân luôn. Cái hàng này hàng ghép nè chị, cái này cây ghép nè, cây nghe dảo nè, cây ghép mà nó ra như thế này nè cả nhà, cây dảo nè, cây này dảo nha. Cái này là cây cái si nữa nè, mà nay em xịt cái tưới nó lên nữa nè. Đây, cho coi cái mà nó si lên luôn đây, rồi mà chúng ta xịt đều hết nha cả nhà, xịt đều hết cái cây và toàn thân, xịt xuống gốc luôn ha. Đó rồi anh xịt qua lại một cây cho quý cô chú anh chị chúng ta xem nha. Đó cả nhà, quơ đều các cây hết nha, quơ đều các cây hết. Rồi chắc cả nhà đơn chúng ta đã rõ cái cách về cái cách sử dụng rồi đúng không ạ? Thì nếu mà ai có cái nhu cầu hoặc là có cái muốn cái bộ sản phẩm, muốn mua cái bộ sản phẩm này để sử dụng cho cây nhà vườn của mình á, thì hãy xin hãy liên hệ em qua số điện thoại là 0397142252 hoặc số điện thoại là 0947873959, em có để bên dưới nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.